Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa chư tăng chư ni tại chùa Thiền Sơn Phúc và kính thưa toàn thể quý Phật tử vị đang có mặt trong cái trì viện số quốc ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta có một cái cơ hội ngồi lại với nhau và có mặt với nhau trong cái ngày tu tập cuối tháng tại thiền viện Xuân Phúc. Và quý thầy có giả ý thỉnh chúng tôi chia sẻ về cái kinh nghiệm tu tập của mình cho tất cả quý Phật tử để chúng ta cùng tu theo cái đường hướng của Hòa Thượng Tông Sư đã dạy ra, đó là thiền Trúc Lâm Việt Nam. Và lâu nay quý Phật tử cũng đang học chiều rồi, chúng tôi nghĩ rằng cái kiến thức về Phật học, kiến thức về thiền học thì có lẽ quý Phật tử ai cũng đã có nhiều. Và hôm nay thì chúng tôi không có nói cái gì cao siêu mà muốn ôn lại những cái gì mà Hòa Thượng Tông Sư đã dạy qua cái sự trải nghiệm đời tu của mình để cho quý Phật tử thấy rõ và ứng dụng nó dễ dàng. Thì bây giờ trước nhất là chúng tôi xin hỏi quý Phật tử rằng tất cả chúng ta hiểu làm như thế nào để nó đúng với cái tinh thần của cái người Phật tử chân chánh không? Và cái yếu tố để mà trở thành một Phật tử chân chánh đó là gì? Đó là trước nhất là chúng ta phải chánh tính, phải không? Chánh tính, mà chánh tính tức là chúng ta phải có một cái niềm tin chân chính. Và quý Phật tử, có ai biết niềm tin chân chánh đó là gì không? Có như thế nào không? Thế nào gọi là niềm tin chân chánh hay gọi là chánh tính? Quý Phật tử có ai trả lời, trong đảo trả lời thử giùm thầy không? Chắc là quý vị ngại không? Ngại không trả lời. Thì bây giờ thôi thì ở đây chúng tôi nhắc lại một chút là chánh tín tức là gì? Tức là mình tin cái gì để cho nó đúng với chánh pháp đó là gì? Đó trước nhất là chúng ta phải tin nhân quả và nghiệp báo. Có phải vậy không? Tin nhân quả nghiệp báo. Rồi thứ hai nữa là chúng ta phải tin là nhân duyên, các pháp đều do nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên hợp lại mà thành. Và cái thứ tư là chúng ta phải tin được rằng cuộc đời là vô thường, là diễn biến, phải không? Và cái nữa là chúng ta phải tin rằng cuộc đời này là khổ, có phải không? Và cái nữa là chúng ta phải tin rằng tất cả các pháp đều là vô ngã. Thì đó là những cái niềm tin mà chúng ta phải tin. Thì người mà tin được, thấy ra được và sống được với những cái điều đó thì mới gọi là chánh tín và mới gọi là người Phật tử chân chánh đúng ý nghĩa của nó. Vậy thì lâu nay Phật tử ứng dụng như thế nào, hay là mình vẫn còn gì? Mình vẫn còn cầu nguyện để được hạnh phúc, để được hết khổ đau, để được đi tới một cái chỗ nào đó an lạc hạnh phúc gì đó mà chúng ta gọi là niết bàn hay là gì đó. Quý vị còn cầu nguyện không? Hát được hay không? Chắc không? À, như vậy thì đó mới là cái người gọi là chánh tín. Như vậy thì hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ lại. Thực ra quý Phật tử nói mình tin nhân quả, nhưng mà mình tin nhân quả là mình tin làm sao? Nhân nào thì sinh ra quả, quả ấy, đúng không?
quay trình chưa đúng. Tại sao chưa đúng? Bởi vì khi mà mình hiểu rằng cuộc đời, tất cả mọi cái sinh hoạt, tất cả những cái diễn biến tự nhiên trong trời đất và trong mọi con người của chúng ta thì luôn luôn nó theo tuân theo một cái định luật, mà định luật nó gọi là định luật của nhân, nhân quả. Thì nhân quả, nhưng mà khi mình nói là để mình dễ hiểu, là mình hiểu nhân quả như này, chứ mình để nói là gì, hiểu là nhân nào thì có quả đó. Thì như vậy khi nói đến nhân nào mà có quả đó thì tức là chúng ta có một cái hạt xoài, chúng ta gieo trồng, rồi một ngày nào đó thì nó lên cây xoài và nó có cái quả xoài, thì đó là gì? Đó là nhân quả. Nhưng mà nhân quả đó, thưa quý vị, nhân quả đó là nhân quả tự nhiên của thiên nhiên. Còn đối với nhân quả mà của con người chúng ta đó thì nó lại khác. Cho nên phải mình phải hiểu ra cho rõ rồi mình tu nó mới không có sai lầm. Và nếu không thì chúng ta nghĩ rằng nhân nào ra quả đó, thì mình làm ác thì mình nhận ra cái quả ác, hay là mình làm thiện mình có được cái quả thiện, nó không chưa có hẳn đúng như vậy. Bởi vì nhân quả nó còn có một cái gì nữa, có cái yếu tố để hỗ trợ nó, tức là gì? Là duyên, phải không? Cho nên nhân quả rồi phải có cái yếu tố hỗ trợ, phải có nhân phải có yếu tố hỗ trợ thì nó mới thành quả được. Thì như vậy để cho chúng ta thấy rằng khi nói nhân nào quả đó thì đó là gì? Mình nói đó có nghĩa là mình nói gọn lại thôi, chứ nó phải là gì? Đủ yếu tố gọi là nhân, duyên và quả. Nhớ về quý vị, nhớ nhân, duyên và quả. Mà như vậy thì chúng ta mới thấy nhân quả nó có cái điều kiện để giúp cho cái nhân đó nó hình thành, đó là duyên. Cho nên duyên tức là những cái điều kiện phụ để hỗ trợ cho cái nhân quả đó nó có mặt và nó hình thành. Nên duyên là cái yếu tố để hỗ trợ. Và như vậy nhân quả đó nó hình thành nó rất là gì? Khi nói nhân, duyên và quả nó hình thành thì nó hình thành một cách rất là chính xác, nó không có sai chạy để đi đâu hết. Đó là chúng ta nên nó khi nói nhân quả thì nó trở thành là một cái nguyên lý của đời sống. Mà nguyên lý tức là gì? Tức là chân lý, không có gì hết. Cho nên trong cái tự nhiên thì mình gọi là nhân quả, nhưng mà trong cái con người của chúng ta, khi cái hành động tạo tác của mình đó, thì cái hành động tạo tác đó nó phải có cái chủ ý thì nó mới thành nhân quả. Mà nhân quả này lại là nghiệp báo, cho nên nghiệp báo cũng là nhân quả. Mà là nhân quả có cái chủ ý của mỗi người chúng ta, cho nên cái chủ ý, từ cái chủ ý đó mà nó gọi là trong tự nhiên thì nó là nhân quả, nhưng mà trong hành động tạo tác có chủ ý của mỗi người thì nó trở thành nhân quả nghiệp báo. Nhớ như vậy quý vị nhớ, nhân quả nghiệp báo. Cho nên nhân quả nghiệp báo nó có cái hành động, có cái chủ ý của mình, nhưng mà nhân quả này nó do cái chủ ý của mình tạo tác ra. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy bây giờ cái chủ ý nó như thế nào để nó tạo thành ba cái, đó là gì? Ba cái nghiệp, nó gọi là nghiệp thiện, nghiệp bất thiện và nghiệp vừa thiện vừa bất thiện. Tức là nghiệp, tức là và nghiệp không thiện và không bất thiện thì gọi là vô ký. Thì đó là cái để cho chúng ta thấy tất cả những cái diễn biến. Ví dụ như trong tự nhiên thì
tất cả những cái diễn biến trong trời đất, ví dụ như trời mưa, trời nắng, trời lục bão, rồi mùa hạ, mùa xuân, mùa đông, tất cả những cái diễn biến đó là có nguyên nhân, tức là có nhân và có quả của nó. Cho nên đó là trong cái tất cả những cái điều kiện, những cái diễn biến trong trời đất. Cho nên vì vậy mà khi nhân quả tự nhiên đó, cho nên do đó mà các nhà khoa học người ta mới tìm cái gì, tìm cái nguyên nhân trong cái tự nhiên đó, người ta tìm cái nguyên nhân để làm gì, để người ta thay đổi được cái quả của nó. Thì đó là pháp tự nhiên. Còn đối với con đường của chúng ta thì sao? Ở đây ví dụ, quý thầy đưa ra một cái ví dụ để cho quý Phật tử thấy rằng nhân quả nghiệp báo nó khác nhau làm sao. Ví dụ bây giờ mình có một cái hạt xoài, rồi ba người, ví dụ ở đây có ba người cùng đi học cái cách trồng xoài, cùng có một cái hạt giống xoài, cùng học cái kỹ thuật, rồi cái cách đập bón phân, rồi cũng một cái mảnh đất đó, cũng cái khí hậu đó, tất cả mọi thứ đều giống như nhau, và cái người học cũng biết rõ cái kỹ thuật như nhau. Thì ba người đó trồng ba cái cây xoài đó thì cái kết quả nó sao? Kết quả nó tương đương như nhau, phải không? Nhưng cái kết quả tương đương như nhau, nhưng mà bây giờ đó là cái nhân quả tự nhiên. Còn bây giờ cái nhân quả của nghiệp báo thì nó sẽ do cái chủ ý của cái người mà trồng cái cây xoài đó. Ba người trồng ba cây xoài đó sẽ có ba cái chủ ý khác nhau. Ví dụ người thứ nhất trồng xoài để làm gì, không có cần quan trọng đến cái kết quả có trái không có trái gì hết, mà trồng để chi? Trồng để tiêu khiển, để vận động mỗi sáng mỗi chiều, ra chăm sóc tưới nước, để như vậy thôi chứ không có quan trọng cái có trái hay không có trái. Và còn một cái người thứ hai trồng với một cái ý tốt, đó là gì? Trồng để nó có trái, rồi thay nó tới muốn hái muốn ăn thì hái ăn vậy thôi, có cái ý tốt vậy thôi. Còn một cái người thứ ba là gì? Cái ý là trồng để có thu hoạch, có tiền để làm một cái gì đó, phải không? Thì như vậy ba cái ý đó là khác nhau. Một người thì tiêu khiển, một người vì cái lòng tốt, và một người vì cái hơi tham để mà làm cái gì đó. Thì ba cái đó nó đều là do ba cái chủ ý nó khác nhau. Thì bây giờ khi mà ba cái giường xoài, ba cái cây xoài đó nó có cái kết quả có trái rồi đó, mà ví dụ bây giờ một ngày nào đó mà cái xoài chín rồi đó, là có một đám học sinh bây giờ nó vô nó hái hết ba cái giường cây xoài đó, thì quý vị sẽ thấy cái kết quả của cái chủ ý đó gọi là nghiệp báo đó, nó sẽ như thế nào. Cái người mà trồng để tiêu khiển, cái người đó có khổ có vui gì không? Không có khổ có vui gì hết, phải không? Trồng cái người mà có ý tốt trồng để cho người ta hái ta ăn thì người đó vui hay khổ? Vui, phải không? Rồi cái người mà có cái tham vọng để có tiền để làm gì đó, người đó vui hay khổ? Khổ, phải không? Như vậy thì rõ ràng đó là nhân quả trở thành nghiệp báo khi con người chúng ta bỏ cái ý vào trong đó. Có phải vậy không? Thì như vậy nguyên thực tử mới thấy như vậy. Thì trở lại với tất cả những cái việc mà nó xảy ra ở cuộc đời của mình thì đều do cái chủ ý tạo nghiệp. Cho nên tất cả những cái đó, nên mỗi người xảy ra cái nhân quả thực hiện theo cái nhân quả đó thực hiện bởi cái nghiệp, nó trở thành ra cái nghiệp của mình. Cho nên do đó mà khi nói nghiệp thì quý Phật tử thấy nghiệp là gì? Lâu nay quý Phật tử học thì giáo nghiệp là gì không?
mình nói là nghiệp là hành động tạo tác, phải không? Hành động tạo tác. Như vậy thì hành động tạo tác nó sẽ có ba đường, có ba cái. Một là gì? Một là ý nghĩ, một là miệng nói, hai là thân hành động. Cho nên vì vậy mà khi ý nghĩ đó là gì? Đó là nhận thức. Và hành động đó là hành vi của mình tạo tác bởi qua lời nói và qua việc làm. Thì như vậy thì nội dung của nghiệp là gì? Là nhận thức và hành vi của mình. Cho nên nhận thức và hành vi đó là nội dung của nghiệp, chứ không có gì hết. Phải không? Quý vị thấy nội dung. Như vậy thì do nhận thức và do hành vi mà nó có tạo ra nghiệp. Thì như vậy cái định nhận thức mà sai thì lúc đó hành vi hành động của mình sẽ sao? Sẽ sai và sẽ xấu. Mà cái nhận thức sai và hành động xấu thì nó sẽ mang cái kết quả gì? Kết quả là phiền não, khổ đau, phải không? Và nếu mình nhận thức đúng và hành vi hành động của mình tốt thì nó sẽ đưa tới kết quả gì? Kết quả là an vui và hạnh phúc, chứ không có gì hết. Có phải vậy không? Thì như vậy đó, thì quý Phật tử mới thấy như vậy thì mình chỉ có cái gì? Chỉ tu là thấy rõ nhân quả rồi mình mới gì? Mình mới điều chỉnh cái nhận thức và cái hành động của mình. Như vậy thì tu không phải là để sửa, mà là tu là để điều chỉnh lại, chứ không có sửa được, phải không? Khi mình nói sửa đó, ví dụ như một cái vật gì đó nó có hình có tướng nó hư thì mình sửa, còn cái tâm của mình quý Phật tử thấy nó ở đâu để đem ra sửa? Bây giờ ngồi đây quý Phật tử có thấy mình tham mình sân gì không? Cái tham sân ở đâu? Mà bây giờ có tham khởi lên đi thì quý Phật tử vừa khởi tham cái nhìn lại thì sao? Nó mất tiêu rồi, phải đâu sửa, phải không? Rồi sân cũng vậy, mới khởi lên cái nhìn lại nó mất tiêu rồi cũng bị sửa gì. Cho nên nói sửa là không có chính xác. Cho nên như vậy mà có một vị hòa thượng, có một người Phật tử thấy hỏi gì chứ, bạch hòa thượng, tu là sửa phải không? Thì hòa thượng trả lời sao với Phật tử biết không? Nói không, không phải. Rồi hỏi Phật tử nó hỏi vậy thì tu là không sửa gì hết phải không? Thì Phật tử là sao? Cũng không luôn, cũng không phải luôn. Vậy thì Phật tử làm gì? Rồi Phật tử nó nói, rồi Phật tử nó mới hỏi tại sao tu mà sửa con đúng mà không sửa cũng đúng? Thì tiểu hòa thượng nó mới nói thêm là nếu sửa thì thành cái khác, mà không sửa thì còn nguyên. Quý vị thấy khó hiểu phải không? Là tại sao mà tiểu hòa thượng nó nói vậy? Bởi vì nếu sửa là sửa trên cái hình tướng á, trên cái tướng á, thì mình sửa thì nó sẽ thành cái khác. Còn nếu mình không sửa á, thì nó còn nguyên nguyên. Cho nên vì vậy mà tu là chỉ là gì? Chỉ là một quá trình điều chỉnh cái nhận thức và cái hành vi của mình thôi, chứ không có sửa được. Cho nên nói sửa tu, tại vì không có từ ngữ, cho nên mình phải sử dụng từ ngữ tu. Mà tu chữ Hán thì là gì? Dịch nghĩa là Việt Nam là sửa, cho nên mình phải sửa. Thì mình có thể nói thôi tạm nói là mình sửa cái tâm mình, nhưng mà sửa thực ra không có sửa được, mà là sửa đây là mang một cái ý nghĩa là chỉ điều chỉnh nó lại thôi. Mình nhận thức sai thì mình điều chỉnh lại cho nó đúng, và rồi điều chỉnh cái nhận thức đúng thì cái hành động của mình và cái việc làm của mình nó đúng. Nó đẹp cho nó không có còn phiền não khổ đau nữa. Thì hành vi như thế để nó biểu hiện cái nghiệp của, như vậy thì
nhận thức và hành vi như thế nào của thì nó biểu hiện ra cái nghiệp của người đó như vậy thôi chứ không có gì đâu. Như vậy thì nhận thức sai xấu thì nó biểu hiện thành nghiệp xấu, có phải vậy không? Đó là nhận thức và hành vi đúng tốt thì nó biểu hiện đó là cái nghiệp tốt của người đó. Cho nên do đó mà chúng ta thấy trong nghiệp nó chỉ có hai điều, đó là một là nhận thức và hành vi đúng tốt, hai là nhận thức và hành vi sai xấu, chứ không có gì hết. Thì quý Phật tử thấy khi mình hiểu được như vậy rồi đó, thì quý Phật tử mới thấy trong cái đời sống của mình nó chỉ có hai việc, đó là mình hành vi đúng tốt hay là nhận thức và hành vi đúng tốt hay là nhận thức và hành vi sai xấu thôi, chứ không có gì, không có gì khó hết. Thì như vậy quý Phật tử lâu nay mình tu thiền là mình tu để mình thấy ra đúng cái sự thật của nhân quả để mình điều chỉnh, hay là mình ngồi đó mình tu để mình mong mình đạt được cái này, mình đạt được cái kia? Mình phải thấy nó cho rõ để mình bớt đi cái gì? Bớt đi cái tâm mong cầu đạt được. Tu là không phải đạt được cái gì, mà tu là cả mình trở về đúng với cái bản nghiệp của nó. Và bản nghiệp của nó là gì? Đó là mình có một cái tánh biết, phải không? Cái tánh biết có một cái sự sống nó luôn luôn nó hiện hữu ở đó. Quý vị ngồi đây có ai mà không biết không? Ai cũng biết hết phải không? Nhưng mà như vậy thì có biết, có tánh biết là có chân lý, là có đạo, là có niết bàn, là có chân tâm ngay đây rồi, phải không? Nhưng mà tại sao mình cũng phiền não khổ đau hoài? Còn không, quý Phật tử còn phiền não còn khổ đau không? Chắc bớt chứ, cũng bớt chút chút. Hy vọng là có những người cũng không còn phiền não còn khổ đau nữa, nhưng mà chắc là cũng hay khó, phải không? Như vậy thì mình phải gọi là tu, là mình phải chân thành, mình phải nghiêm túc, mình phải thành thật thật với chính mình để mình mới điều chỉnh nó được. Cho nên chúng ta thì đôi khi mình không có dám, không có gan dạ để thấy rõ mình và để có thể nói cái xấu của mình. Hình như đa phần không có ai dám nói cái xấu của mình hết, phải không? Không có dám nói cái sai của mình, mà là luôn luôn lại nói cái tốt của mình và đồng thời thấy cái xấu của người khác và nói về cái xấu của người khác, có phải vậy không? Đa phần dường như ai cũng vậy. Và đó là một cái khi mình tu rồi đó thì mình mới thấy rõ được. Và thưa quý vị, muốn điều chỉnh được nhận thức và hành vi thì quý vị chỉ học, chỉ hiểu, chỉ nghe, chỉ có nhiều kiến thức là mình điều chỉnh được không? Chưa chắc, phải không? Chưa chắc có nhiều kiến thức mà đã điều chỉnh được nhận thức và hành vi của mình. Cho nên muốn nhận thức đúng là quý Phật tử nhận thức, nhận ra ở đâu? Nhận ra ở bên ngoài, phải không? Không, phải không? Mình nhận ra ở chính mình. Cho nên vì vậy mà ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ khi tỏ sơ tỏ hỏi chứ việc bổn phận của người tu là gì, thì quý Phật tử nhớ ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ ngài nói sao không? Cũng gì? Phản quan tự kỷ, bổn phận sự bất tùng tha mạng. Như vậy thì phản quan đó là gì? Đó là xoay trở lại, phản là quay trở về là với chính mình, quan tức là xem xét, là soi sáng, là mình tự kỷ, là chính mình. Như vậy thì
Khi nói tới quan sát, trở về quan sát lại chính mình, thì quý Phật tử nhớ Hòa Thượng Đông Sư dạy mình sao không? Đó là gì? Thân đâu thì tâm ở đó, phải không? Mà quý Phật tử nhớ cái câu thân đâu thì tâm ở đó, thì quý vị ứng dụng sao để cho thân của mình ở đâu thì tâm mình ở đó? Có ai trình bày thử không? Mình nghe nói thân đâu tâm đó thì mình biết rằng là mình ở đây là thì tâm mình ở đây chứ đâu, phải không? Mình không nghĩ chuyện này, không nghĩ chuyện kia thì tâm mình nó ở đó, nhưng mà thực ra đó nó chưa có thấy rõ thân đâu tâm đó. Và với cái câu là mình trở về, mình soi sáng lại chính mình, thì quý Phật tử thân đâu tâm đó để làm cái gì? Và soi sáng lại chính mình là soi sáng để thấy cái gì? Đó là vấn đề mà chúng ta phải hiểu cho rõ. Chứ không đó, thì chúng ta cứ hiểu trên chữ nghĩa, và trên chữ nghĩa rồi thì cũng không thấy được sự thật. Thân đâu tâm đó là thế này. Thí dụ bây giờ quý thầy nói là quý thầy khát nước, thì khi mình nói khát nước, khởi một cái ý niệm khát nước, thì lúc đó là sao? Tay phải đưa ra, phải không? Thì như vậy khi cái tay đưa ra mà lúc đó mình sẽ sao? Rõ biết là từng khoảnh khắc của cái hành động của cái tay đưa ra, thì lúc đó mới gọi là thân đâu tâm đó, có phải vậy không? À, rồi bây giờ khi mình đụng vô cái ly thì mình cảm thọ cảm nhận được là gì? Nó lạnh hay nó nóng, phải không? Mà cái cảm thọ lạnh hay nóng mà mình rõ biết thực sự nó như thế nào đó, thì đó là gì? Đó mới thực sự là thân đau tâm đó, phải vậy không? À, rồi bây giờ mình bưng ly nước lên, cái mình nhìn thấy ly nước, cái mình liền nói sao? Trời ơi, sao mà sùng cúc cho tôi uống nước trắng vậy, mà không cho tôi uống nước cam hay nước gì? Thì đó là gì? Lúc đó là khởi cái tâm tham, có phải không? Khởi cái tâm tham thì ngay khi đó mình liền biết rõ mình đang tham, thì quý vị đó là có phải là thân đâu tâm đó không? Và rồi mình thấy trọn vẹn cái sự tương giao giữa căn cần và thức mình đối với cái ly nước này như thế nào, nó đưa tới phiền não hay không phiền não, thì đó gọi là gì? Gọi là rõ được pháp. Thì như vậy rõ được pháp thì đó là gì? Là thân đâu tâm đó, chứ không có gì hết. Còn chúng ta hiểu câu thân đâu tâm đó thôi mà là sao? Nói khác nước thì cứ làm gì? Cứ hành động theo thói quen, theo quán tính, chứ không bao giờ thực sự có mặt. Cho nên vừa nói khát nước thì liền tâm thức liền nghĩ tới chuyện khác, và đưa cái tay ra một cách gì? Một cách gọi là theo quán tính, theo thói quen, chứ không bao giờ là rõ biết thực sự là mình đang có mặt, là đang đưa cái tay và thân ở đâu tâm ở đó để thấy rõ mình đưa tay và mình nắm cầm cái ly của mình và mình uống nước như thế nào. Có vẻ như vật tự hay là bằng là chúng ta rơi vào cái đời sống là luôn luôn sống theo thói quen, sống theo quán tính, chứ ít có thực sự có mặt mình không có hiện diện với chính mình luôn luôn là quên mình, vắng thanh quên mình và theo dạy, chứ không có bao giờ hiện diện với chính mình. Có phải vậy không? Thì mà tôi thấy đó là một cái điều mà lâu nay chúng ta phải nhìn lại xem mình tu có đúng với cái điều mà Hòa Thượng Tôn Sư chỉ dạy và tổ sơ tổ Trúc Lâm ngày dạy, là tự trung thượng sĩ ngày dạy không? Chúng ta phải để ý cái đó. Chứ không thì chúng ta cứ chạy theo ngôn ngữ,
để hiểu và để tìm hiểu, để tìm kiếm cái gì đó, chứ không có chịu trở lại với chính mình. Trở lại với chính mình là một cái điều rất quan trọng. Ở phía quý Phật tử đây có vô chánh giác chưa ha? Chánh giác ở Tiền Giang đó, quý Phật tử có thăm chưa? Ăn thăm rồi thì khi đi ra trở về đó, khi ra khỏi chánh giác thì quý vị nhìn lên cái cổng đó, quý vị sẽ thấy chuyện gì? Giác không? Chắc không ai để ý. Phải không? Biết chuyện gì không? Soi sáng lại chính mình. Có phải vậy không? À, quý vị nhớ cái câu là khi vô rồi trở ra là phải soi sáng lại chính mình, phải thấy rõ lại mình. Đó là một cái câu, đó là một phản quan để kiểm tra cái gì nhé. À, và soi sáng lại chính mình để thấy rõ đúng mình như mình đang. Đang sao thì nó là vậy thôi, thì gọi là gì? Gọi là như mình đang là, người ta một cái thực tại đang là. Thì khi mình soi sáng lại để mà rõ biết mình như mình đang là, thì lúc đó quý Phật tử từ từ mới thấy ra đúng cái bản chất của đời sống, với cả cái tánh biết trở về cho cái tánh biết và trả pháp lại cho Phật. Để chỉ còn cái gì? Chỉ còn cái tánh biết và pháp, chứ không có là gì? Không có cái bản ngã để ưa, để ghét, để lấy, để bỏ, để tham sân, để giận ngờ, để ganh tị, để đố kỵ, để kỳ thị, để sợ hãi nữa. Mà lúc đó chỉ có gì? Chỉ có một sự sống rất là bình an, rất là hạnh phúc. Thì cái bình an, cái hạnh phúc đó mới là bình an đích thực và mới là hạnh phúc đích thực. Còn chúng ta bây giờ là tu để gì? Để mong đạt được bình an, để mong đạt được hạnh phúc. Cho nên khi mong đạt được bình an, mong được đạt được hạnh phúc thì lúc đó làm sao? Được hạnh phúc thì có được thì sẽ có mất, phải không? À, cho nên vì vậy mà hạnh phúc đó là hạnh phúc ảo đối đãi của cái bản ngã, chứ không phải là hạnh phúc thực. Còn hạnh phúc thực là gì? Là cái tánh biết rõ biết, nó là luôn luôn nó bất động, để nó biết cái gì? Nó biết được cả hai mặt của cái thực tại đó. Hai mặt của thực tại đó là gì? Đó là hạnh phúc và khổ đau, đúng và sai, phải và quấy, tốt và xấu, thành công và thất bại. Có phải vậy không? Quý vị thấy có bao giờ mà quý vị khổ đau là tại sao chúng ta khổ đau? Bởi vì chúng ta chọn có một mặt, phải không? Luôn luôn là chọn hạnh phúc, luôn luôn là chọn thành công, luôn luôn là chọn cái tốt, luôn luôn là chọn cái phải. Cho nên vì vậy mà chọn cái thành công, nắm giữ cái thành công, dính mắc vào cái thành công, thì khi thất bại tới thì sao? Khổ đau tràn trề. Có phải vậy không? Do gì chọn một mặt cho nên bị cái mặt kia nó mới đối kháng, chẳng có gì hết, và nó đối kháng cho nên mới khổ. Chứ vậy thì muốn hết khổ làm sao? Là cứ khổ đi, chịu không? Nếu bạn tử, nếu mà muốn hết khổ thì cứ khổ đi, khổ thì cứ khổ đi, thì sao? Thì sẽ không có khổ nữa. Nếu bị chịu không? Đó mới là thấy rõ đúng bản chất thực của nó. Chứ dù giờ quý thầy nói giờ nó khổ, vậy quý vị ngồi nãy giờ là khổ hay sướng? Nói thiệt coi, chắc là khổ quá. Mấy đầu vô thì sướng, mấy đầu vô thì hạnh phúc á, phải không? Mà thầy ngồi nãy giờ là cái người lớn lớn tuổi thì là tăng gì? Là khổ. Có phải vậy không? Khổ là người ngồi đau quá, tê quá, rồi vậy lắc qua lắc lại là thấy khổ, phải không? Vì như vậy thì quý vị mới thấy khổ đau và hạnh phúc là nó luôn luôn hai mặt của nó giận ngành và nó luôn luôn đối đãi. Chúng ta đừng bao giờ chỉ chọn một mặt của nó. Cho nên lúc hạnh phúc
thì chưa hạnh phúc đi, phải không? Rồi hết hạnh phúc rồi nó tới khổ đau, phải không? Thì lúc khổ đau thì cứ trọn vẹn với cái khổ đau đi, rồi nó sẽ qua, rồi nó tới hạnh phúc. Có bây giờ chứ không bao giờ mà quý Phật tử chọn một cái mà nó còn hoài đâu bao giờ. Quý vị, quý Phật tử thấy cái hạnh phúc nào mà mình lâu nay mình chọn nó còn không? Nó còn. Nhưng mà thưa rằng hạnh phúc mà còn hoài thì đâu quý Phật tử sẽ làm sao? Bảo đảm sẽ chán, phải không? Có những cái hạnh phúc mà khi nó còn hoài mình sẽ chán. Chán để làm gì? Để tìm cái hạnh phúc khác. Cuộc đời ảo mộng của cái bản ngã luôn luôn nó là vậy, chứ không có gì đó. Ví dụ giờ quý Phật tử thích một cái món ăn ngon, cái món ăn nào đó còn nào giờ mình chưa có cơ hội ăn, mình ăn vô mình ngon quá mình thấy hạnh phúc quá, món ăn mà mình ăn được là mình thấy hạnh phúc. Nhưng mà xin thưa cho quý Phật tử ăn luôn một tuần lễ 7 ngày cái món đó thì luôn có hạnh phúc không? Thì nó chỉ 7 ngày, 3 ngày thôi là hết hạnh phúc rồi, phải không? Như vậy thì hạnh phúc nó biến thành khổ đau. Như vậy thì hạnh phúc và khổ đau nó có thật không? Nó có thật, nó là ảo của cái bản ngã. Nó dựng lập lên và nó chọn lựa và nó thỏa mãn thì nó thấy hạnh phúc vậy thôi. Như vậy thì hạnh phúc đó là hạnh phúc tạm bợ, chứ không có thật. Cho nên vì vậy tại sao khi chúng ta còn khổ đau ở bên ngoài đó, chúng ta bị thất bại, bị bất như ý nhiều quá, chúng ta cho là khổ đau thì chúng ta nghĩ sao? Thôi về thì chuyện sùng phúc, ngồi thiền cho tâm nó yên lại để được hạnh phúc, để được bình an, phải không? Phải không? Giờ rồi về tu một thời gian rồi mình được yên, mình được hạnh phúc rồi sao? Tự nhiên cho mình thấy chán à, khổ tu đâu có gì đâu, chỉ có cái chuyện ý riêng, cái chuyện như vậy rồi trở về nhà thì đâu nó cũng vô đó mà, phải không? Đó là lý do tại sao, tại vì chúng ta không thấy được cái hạnh phúc đích thực, mà chúng ta chỉ đi tìm cầu cái hạnh phúc tạm bợ đối đãi của cái hạnh phúc và của khổ đau. Cho nên vì vậy mà chúng ta khổ, không chúng ta chán chứ không có gì hết. Cho nên khi chúng ta tu là để mình nhận thức lại cho đúng và quý vị nhé. Cho nên cái hạnh phúc đích thực không phải là trạng thái, không phải là điều kiện, không phải là hoàn cảnh cho mình hạnh phúc, thì cái hạnh phúc đó không có thật. Mà hạnh phúc đích thực là gì? Là một cái tâm rỗng lặng trong sáng để đón nhận các pháp đúng như bản chất của nó. Mà đúng như bản chất của nó là gì? Bây giờ khó chịu thế thì đón nhận rõ biết sự khó chịu đó, phải không? Rồi chút nữa hết khó chịu thì nó tới dễ chịu, thì mình đón nhận bình thản, đón nhận cái sự dễ chịu đó, cái hạnh phúc đó. Rồi một chút nữa hay một vài ngày nữa, một năm, một tháng nào nữa thì hạnh phúc nó sẽ mất, nó sẽ đi qua, thì mình bình thản để tiễn nó đi, phải không? Như vậy thì mới không có khổ đau. Còn bây giờ có một người đem tới cho mình hạnh phúc thì mình giữ cái hạnh phúc đó. Rồi khi người ta không cho mình hạnh phúc nữa thì cái hạnh phúc nó mất đi, thì mình khổ đau, phải không? Như vậy thì người đó tới mình để cho mình hạnh phúc, rồi người đó đi thì hạnh phúc cũng mất đi, thì mình sẽ đau khổ. Còn bây giờ khi mình có một cái tánh biết rộng lặng trong sáng để mình đón nhận cả hai mặt của nó, thì lúc đó mình hết lòng với cái hạnh phúc mà mình đang có. Ví dụ như quý Phật tử thấy, quý Phật tử có hết lòng với cái hạnh phúc của mình chưa? Mình có hạnh phúc nhưng mà mình không biết trọn sống trọn vẹn hết lòng với cái hạnh phúc đó, mà mình cứ gì
cứ để cho cái dòng tư tưởng về quá khứ, về tương lai, về những cái gì đó nó đẩy mình đi, và mình luôn luôn mình quên mất cái hạnh phúc mình đang có. Cho nên rồi mình không trọn vẹn, mình không có hưởng hết những gì mà mình đang hạnh phúc đó, mà cái tâm mình nó cứ lăng xăng lăng xao, để rồi nó phân biệt, nó đối chiếu, nó so sánh, và nó thấy nó không còn hạnh phúc, không có mặt cái hạnh phúc, và nó muốn đi tìm kiếm cái hạnh phúc ở đâu. Cho nên do nó mà chúng ta mới muốn đi. Còn nếu như mỗi ngày mà quý Phật tử sống trọn vẹn với cái thực tại nơi mình là hạnh phúc, biết hạnh phúc, trọn vẹn với hạnh phúc, thì khi hạnh phúc mất đi thì mình có gì nói tiếng không? Không có gì nói tiếng hết. Bởi tại sao? Bởi vì nó là một sự thật. Có phải không? Sự thật nó đến rồi nó phải đi, thì có gì đâu để có tiếng. Cho nên biết rằng hạnh phúc đến rồi đi, khổ đau tới, hạnh phúc đi thì khổ đau tới rồi nó cũng sẽ ra đi, nếu như chúng ta không nắm giữ, không cố kéo dài đó thì nó qua rồi nó hết rồi, phải không? Quý vị thấy có cái khổ nào mà khổ hoài không? Khổ hoài đó là tại sao? Tại vì chúng ta cứ kéo dài, cứ ôn đi ôn lại, lặp đi lặp lại, chúng ta tạo cho nó thành một cái cuộc luân hồi. Cho nên vì cái cuộc luân hồi đó mà chúng ta tiếp tục khổ, cái gì đó, phải không? Quý vị nói luân hồi là gì? Cứ nghĩ rằng luân hồi là mình sống ở đây rồi mình chết đi là luân hồi, phải? Rồi mình chết rồi mình sống trở lại chỗ nào đó thì mình nói đó là luân hồi đó, phải? Luân hồi đó chỉ là gì? Chỉ là cái ảo ảnh của một đời sống nhất thực thôi, chứ không có gì đó. Đó là do cái bản ngã tạo ra thôi. Còn cái luân hồi mà buổi sáng mình có cái niềm vui nào đó, rồi buổi chiều mình lôi cái đó lại để mình nhớ, để mình ôn lại, thì đó là gì? Đó là luân hồi, chứ không có gì đó. Phải không? Quý vị thấy luân hồi đó là do tâm thức mình cứ sinh tạo ra một cái niệm, để rồi cái niệm đó nó sinh lên, rồi cái niệm đó nó mất đi, thì đó gọi là tử. Chứ có gì đâu, sinh như vậy thì quý vị tự thấy một ngày chúng ta sinh tử biết bao nhiêu lần, có phải gì không? Cứ sinh rồi tử, tử rồi cứ tạo một cái dòng luân hồi, nhớ chuyện hôm qua, nhớ chuyện năm trên, nhớ chuyện năm dưới gì đó, mình lôi lại, mình nhớ lại, thì nó là gì? Nó là luân hồi chứ có gì đâu. Như vậy thì tu là thấy ra cái dòng sinh tử luân hồi của tâm thức mình là quan trọng, là để mình giải quyết cái hết, để hết khổ đau, chứ không phải là mình chỉ cho một cái sự sinh già bệnh chết, rồi sinh già bệnh chết, sinh già bệnh chết vậy hoài. Đó là luân hồi. Luân hồi đó không có quan trọng. Luân hồi đó là gì? Luân hồi đó là một sự thật của nó. Sống là phải có một cái diễn biến của cái sự luân hồi đó, chứ không có gì hết. Thế vậy cũng như quý vị thấy nước nó cũng luân hồi, phải không? Thì con người chúng ta cũng vậy thôi. Cái luân hồi của vật chất, của cái hợp lại thành một cái thân, một con người, đó nó không có phải là quan trọng, mà nó là gì? Nó là đúng với cái nguyên lý, đúng với cái định luật của nó, là nó phải vậy thôi. Cho nên thân tứ đại này nó có mặt, rồi nó hợp lại nó thành một con người, một con người rồi thì nó phải vô thường. Như vậy này nói là mình là một cái người Phật tử chân tín thì mình phải sao? Phải thấy được cái luân hồi, cái vô thường đó, mình phải thấy đúng bản chất của nó. Và khi mình thấy đúng á thì mình cũng còn sợ hãi cái vô thường nữa, mà vô thường là một chân lý, là một sự sống. Các bạn không? Quý vị thấy nếu không có vô thường thì quý vị có sự sống không? Bảo là không vô thường là chết queo rồi. Có phải vậy không? Một đứa bé sinh ra, nếu không vô thường thì sẽ không sinh ra được đứa bé, phải không? Nếu không vô thường thì đứa bé không thể lớn lên,
rồi không vô thường thì nó sẽ không học hành được, nó sẽ không thành tài, nó sẽ không có sự nghiệp, nó sẽ không có gia đình. Phải không? Như vậy thì có vô thường thì mới có mọi thứ. Nên tại sao chúng ta hay than thở vô thường? Cái cuộc đời vô thường quá, cái mọi thứ thay đổi mới giàu có, rồi cái rồi có sự nghiệp đó, rồi mất hết sự nghiệp, có giàu sang đó, rồi trở thành nghèo, cái mình trong vô thường đó mình thấy rằng cái chán mà trở thành cái gì? Trở thành một cuộc đời bi quan. Phải không? Vì vậy kiểu Phật tử thấy mình khi khổ đau, cái gì khổ đau mà không chịu ý với bản ngã thì mình cho đó là gì? Là vô thường. Rồi cái gì khổ không chịu ý với bản ngã thì mình cho đó là nghiệp. Phải không? Cái đổ cho nghiệp. Như vậy thì mình cho nghiệp là xấu, vô thường là xấu, và chúng ta mới đi tìm cái gì? Đi tìm cái thường. Có phải không? Tu là để muốn sao? Tu là để muốn cho con lúc nào con cũng được bình an, con cũng được hạnh phúc, con đừng có sinh già bệnh chết. Có phải vậy không? Vậy thì đó là nhận thức sai hay là đúng? Nhận thức sai cho nên mới khổ đau. Bây giờ quý Phật tử nhận thức lại cho đúng rồi, chứ không có làm gì hết. Tu là nhận thức lại cho đúng. Phải không? Như vậy thì quý Phật tử nhận thức lại cho đúng thì có phải là nhờ ngồi thiền mà nhận thức đúng không? Chưa hẳn. Ngồi thiền là một phương tiện, nhưng mà khi nhận thức rất là đúng đó là phải nhận thức ngay trên cái gọi là đối tượng mà mình tiếp xúc hàng ngày trong cái đời sống của mình. Mình luôn luôn phải nhận thức rõ được vô thường, khổ, vô ngã, phải nhận thức rõ. Thì như vậy quý Phật tử thấy mình biết rõ được vô thường thì mình sẽ biết rằng vô thường tốt hay vô thường xấu đều là gì? Đều là vô thường. Có phải không? Như vậy thì tốt thì mình cũng đón nhận cái sự vô thường tốt, rồi vô thường xấu thì mình cũng đón nhận cái sự vô thường xấu. Thì như vậy bình thản đón nhận cái sự vô thường đó thì mới gọi là thấy được vô thường, mới gọi là thấy được chân lý, mới gọi là giác ngộ được sự thật. Sự thật nó đâu phải là cái gì nó cao siêu, mà sự thật nó đã là sẵn hết cho mọi người. Mọi người chúng ta sinh ra có mặt trên cuộc đời nó đã hoàn hảo với cái gì? Với cái nguyên lý nhân quả của mình. Có phải vậy không? Nhưng mà tại sao chúng ta đi tìm cái hoàn hảo theo ý mình cho nên mình mới khổ? Chẳng có gì đâu. Có phải quý Phật tử hay phải là chúng ta đi tìm cái sự hoàn hảo theo cái ý muốn của mình cho nên mới khổ? Ý muốn của mình là gì? Là hạnh phúc thì cứ hạnh phúc hoài. Có phải không? Thành công thì cứ thành công hoài chứ không có thất bại, cho nên mới khổ. Đó là gì? Đó là chúng ta đi tìm cái sự hoàn hảo theo cái ý muốn của mình. Còn bây giờ cuộc đời nó đã hoàn hảo bởi hai cái là đối đại, đó là hạnh phúc, khổ đau, có thành công, có thất bại, có đúng, có sai, có phải, có quấy, có tốt, có xấu, có hên, có thua. Đó là gì? Đó là một cái sự thật của nó. Mà mình chỉ có một việc là thấy rõ đúng ra hai mặt của nó để đón nhận đúng như thôi thì mới gọi là thấy rõ được vô thường. Chứ còn mình chỉ muốn thường thì không muốn vô thường. Cho nên như là tự nhớ là tu, mà nói rằng tu để rồi đạt được cái chân thường hay là đạt được cái chân lạc, đạt được cái chân ngã, chân tịnh, gì đó là coi chừng rơi vào cái lập trình của bản ngã và chúng ta tiếp tục khổ đau. Phải không? Quý vị thấy không có cái gì gọi là thường hết, chỉ có một cái diễn biến của cái sự vô thường. Cho nên vì vậy mà lục tổ mới nói gì?
Quý vị nào học Pháp Bảo Hàm chưa nghe, nhớ lục tổ nói vô thường thị, thị thường, tức là chính cái vô thường là thường. Quý vị nhận ra điều đó không? Không có cái vô thường nào khác, không có cái thường nào khác, chỉ có vô thường là luôn luôn là thường thôi, chứ không có cái không có cái thường. Có phải vậy không? Cho nên tại vì sao? Tại vì sống là động, là diễn biến, thì cái diễn biến vô thường đó nó là thường thôi, chứ không có không có cái thường nào khác. Chúng ta đừng có đi tìm cái thường. Cái thường mà mình biết tìm đó là gì? Đó chỉ là ảo tưởng của mình thôi, chứ nó có thật. Nên Phật tử phải nhắn cái điều đó. Cho nên tu là quý thầy chia sẻ để thẳng vào cái sự thực đó, để Phật tử thấy năng, chứ không phải giải thích trên chữ nghĩa. Trên chữ nghĩa thì trên kiến thức thì Phật tử hiểu càng nhiều thì càng che mờ đi cái sự thực của nó, cái đời sống cái thực của nó. Cho nên bây giờ trở lại với cái việc là chúng ta điều chỉnh cái nhận thức và cái hành vi của mình, thì Đức Phật dạy hay là Hòa Thượng Tôn Sư dạy là chúng ta luôn luôn phải tỉnh giác, phải không? Phải tinh tấn. Như vậy thì tinh tấn, ba cái yếu tố đó là tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác, là chúng ta phải ứng dụng nó. Tức là nhớ nha, quý thầy nhắc cho là ứng dụng nó khác với sử dụng. Đối với Phật tử khác chỗ nào? Bởi vì ứng dụng là cái sẵn nơi mình, cho nên mình chỉ ứng an để mình sử dụng nó. Còn khi nói khi ứng dụng ra để mà mình sống, còn khi nói mình sử dụng thì sử dụng đó thì sao? Sẽ thành cái bên ngoài để mình đem vô để mình sử dụng, thì hai cái đó nó khác nhau. Cho nên ứng dụng là mình đã có sẵn cái yếu tố của gì, của tinh tấn. Tinh tấn đó là gì? Quý Phật tử cứ nghĩ rằng tinh tấn là phải nỗ lực, không phải cố gắng, không bây giờ về sùng phúc phải ráng ngồi thiền hết quý đệ ngồi một tiếng đồng hồ thì mình mới nỗ lực, phải cố gắng để đạt được tiếng rưỡi, hai tiếng gì đó là tinh tấn, phải không? Vậy vậy không? Thường dường như chúng ta hiểu tinh tấn là gì, không phải. Tinh tấn mà Đức Phật dạy đó là gì? Đó là mình không buông lung và không phóng dật. Mà không buông lung, không phóng dật tức là gì? Tức là mình có mặt ở đây hàng ngày trong đời sống của mình luôn luôn hiện diện, mình luôn luôn mình có mặt, và mình không có phóng dật, không buông lung bởi cái ý đồ của bản ngã hướng về quá khứ, nuối tiếc quá khứ, hướng về tương lai để mơ ước để đạt được, để trở thành, thì lúc đó mới gọi là tinh tấn. Tinh tấn là buông hết mọi cái ý đồ mà buông luôn phóng dật để hướng ra ngoài để đạt được nó, mà chỉ trở về lại thực sự có mặt với chính mình, thì đó mới là tinh tấn. Tinh tấn đó rất dễ là khó. Khó quá à. Người mới thấy khó ghê phải không? Mà không làm được cái điều đó thì bảo đảm với Phật tử là chúng ta cứ trôi lăn trong cái bản ngã của luân hồi, của phiền não, của khổ đau. Cho nên vì vậy mà ở đây quý thầy chia sẻ nhắc nhở một cái điều quan trọng đó để cho quý Phật tử tinh tấn là buông ra hết mọi cái ý đồ lăng xăng tạo tác để mong đạt được, để mong trở thành, để trở về trọn vẹn lại với chính mình ngay tại đây bây giờ thôi, chứ không có gì nữa. Vì thấy nó đơn giản vậy, cho nên mới nói là đạo là gì, càng giản dị chừng nào thì càng gần với đạo chừng đó. Còn chúng ta là bày ra nhiều thứ, càng bày ra nhiều thứ thì càng
càng xa với đạo. Cho nên cái mức độ mà mình buông lung, mình phóng dật, mình hướng ra ngoài nhiều thì cái tinh tấn của mình nó sẽ kém đi, chứ không phải là như vậy. Thì quý vị, quý Phật tử ngồi đó để cố gắng để đạt được, để làm, để được cái gì đó thì lúc đó là tinh tấn hay là phóng dật? Hướng ra ngoài đó là buông lung phóng dật, chẳng có gì đó. Cho nên tinh tấn là trở lại với mình, chứ không có gì khó hết. Rồi chánh niệm thì lâu nay quý Phật tử hiểu chánh niệm là sao? Ngồi đó niệm niệm phải không? Không phải. Chánh niệm là gì? Là không bỏ quên cái thực tại, tức là ngay cái thực tại đó như thế nào thì mình rõ biết trọn vẹn nó như thế đó. Như vậy quý thầy nói đó, bây giờ quý thầy đưa tay cầm ly nước uống lên mà trọn vẹn với cái đưa tay với cầm ly nước thì nó gọi là gì? Gọi là chánh niệm, chẳng có gì hết. Và bây giờ thất niệm là gì? Cầm ly nước mà nhớ chuyện hôm trên hôm dưới, nhớ chuyện mà nãy không biết mình đi ra khỏi phòng, biết mình có bỏ quên gì không, hay là mình biết có đóng cửa phòng chưa, hay là gì đó, thì nó rất là gì? Lúc đó là thất niệm, là buông lung, phải không? Là phóng dật. Còn bây giờ hơi uống nước, cầm ly nước uống thôi, không có khởi một cái ý niệm nào hết, chỉ đó là gì? Là chánh niệm. Còn bây giờ cái niệm gì? Thất niệm là bỏ quên cái thực tại. Rồi bây giờ tạp niệm là gì? Là cầm cái ly nước lên nghĩ ăn xăng động thứ, tại sao cho tôi uống nước này, cho tôi uống nước kia gì đó, thì đó đó là tạp niệm. Và gọi là vọng niệm là gì? Vọng niệm là mình không thấy đúng được cái thực tại đó và mình khởi tưởng một cái khác. Đó là ví dụ như là khi mình gặp một cái người bạn mỗi ngày, lúc nào hai người cũng vui vẻ với nhau hết, cũng cười cũng nói, rồi một ngày nào đó cái mình gặp lại người đó, bữa đó sau mấy ngày đó quý sĩ mình chào một cái cũng thèm trả lời nữa, thì lúc đó mình sẽ sao? Mình liền khởi cái vọng tưởng về người đó, khởi cái vọng niệm về người đó. Đó là gì? Chị đó là chỉ dặn mình đó, chỉ như thế nào, như thế này, như thế kia, gì đó. Thì đó là gì? Đó là vọng niệm. Có nghĩa là mình không có thấy đúng được sự thật của nó, đúng bản chất thật của nó. Bảo đảm với Phật tử là mình sống với cái vọng tưởng nhiều hơn là cái thật. Không phải không? Quý vị thấy để ý coi. Mình gặp một người thì mình liền khỏi cái tưởng để mình lôi cái quá khứ ra mình so sánh, mình đổ chiếu rồi. Trong bao giờ mà mình thấy người đó như người đó đang là đó. Có phải không? Cái mình nhìn cái mình nói, ủa sao hôm nay chị sao thấy lạ lạ nè, hay hôm nay sao chị sao vậy, hay là chị đẹp hay chị xấu gì đó, là luôn luôn chúng ta có bỏ cái tưởng vô để so sánh, để đối chiếu, để cho người đó là, chứ không bao giờ thấy người đó như người đó là. Có phải vậy không? Phần nhiều là chúng ta sống như vậy. Cho nên bây giờ tu là gì? Phải buông hết những cái đó đi để trả pháp là cho pháp. Mà trả pháp là cho pháp là gì? Là thấy người đó như người đó vậy thôi, phải không? Tức là không bỏ cái tưởng vô để cho là, để tưởng là. Mà khi mình bỏ cái tưởng vô, mình cho là, tưởng là, thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ mong người đó phải là, và mình sẽ muốn người đó sẽ là theo cái ý muốn của mình, chẳng có gì hết. Và như vậy thì cho là, tưởng là, không phải là, cũng sẽ là, đó là gì? Đó là ảo tưởng của cái bản ngã, chứ không phải là cái thực. Mà thiền là, mục đích của thiền là để cho mình trở pháp, trở về cho pháp, để cho tánh biết nó tự biến pháp, chứ đừng đem cái bản ngã
bỏ vô để muốn phải thế này, để muốn phải thế kia nữa, thì lúc đó ấy mới hết khổ đau. Vì vậy để thấy tu niệm chưa dễ mà, phải không? Không có gì khó đâu. Là thấy người đó như người đó vậy thôi, như người đó là, như người đó đang là vậy thôi, mà đừng thêm đừng bớt. Vì vậy thì mấy không thêm không bớt vì nó là tinh thần gì ha? Tinh thần bát nhã, không thêm không bớt, không tăng không giảm, chứ đâu có gì đâu. Mà chúng ta nhìn nhau thấy nhau là có thêm có bớt, có tăng có giảm, cho nên do đó phải có phiền não khổ đau chứ có gì đâu. Vậy mà ngày nào cũng đụng bát nhã á, mà ngày nào cũng tăng cũng giảm cũng có chứ không bao giờ không được. Có phải vậy không? Bát nhã là không, mà tụng nó rồi bước ra là có chứ không có được. Nhưng mà không đây thì Phật tử mới biết không là không cái gì. Không đây là không có khái niệm, không có quan niệm, không có thành kiến, không có tư kiến, không có lý luận, không có kết luận ha. Tất cả những cái dòng tư tưởng nó lắng xuống thì đó là cả nó trở về không. Không đó nó vậy thôi. Chứ không phải là có cái không nào đó chúng ta lắng tu để mà thấy ra cái tánh không. Không phải. Cho nên chúng ta đừng lầm, đừng có lầm để rồi ngồi đó mà học cái kiến thức về tánh không, học càng gan đại hải, cuối cùng rồi đi ra là cũng trở thành tánh có. Có phải vậy không? Đó là những vấn đề để chia sẻ với Phật tử, để cho chúng ta thấy được và quý vị tu nó đơn giản lắm. Đạo là giản dị, càng giản dị càng tự nhiên, vô tâm thì đạo là nó hiện tiền. Trong cái gì giản dị là gì? Là nó sao thì nó vậy thôi, phải không? Tự nhiên thì nó là như thế thôi, không có gì hết. Rồi vô tâm là gì? Tức là đừng có khái niệm, đừng quan niệm, đừng có thành kiến tư kiến, thì gọi nó là vô tâm chứ có gì đâu. Chứ không phải vô tâm là không có gì hết, không có biết gì hết. Cho nên tu rồi nói vô tâm thì thôi, ai làm gì đó làm, và còn mình thì vô tâm, mình cứ ngồi đó mình chờ gì? Chờ xung đột. Phải không? Để quý vị thấy như vậy thì làm tất cả việc mà vẫn vô tâm. Phải không? Vô tâm tức là không có ưa, không có ghét, không có lấy, không có bỏ, trong cái gì đó không có khái niệm ưa ghét lấy bỏ, mà chỉ có việc làm thì mình làm tốt biết nó tốt, thành không biết thành không, thất bại biết thất bại. Thưa quý vị, cuộc đời của chúng sinh, chúng ta sinh ra là để gì? Để mình học cái bài học của mình. Bài học đó là cái bài học của thành công, của thất bại, của hạnh phúc, của khổ đau, của đúng, của sai, của phải, của quấy. Mình phải học ra hết. Rồi khi mình học ra hết rồi thì lúc đó mình mới gọi là điều chỉnh nó lại, điều chỉnh nó thôi, chẳng có gì hết. Cho vậy là mình cứ muốn theo cái ý mình, và mình chỉ muốn học cái bài học thành công thôi, còn thất bại thì mình khổ đau. Như vậy thì học cái thất bại để làm gì? Để điều chỉnh nó lại. Cho nên cái đúng là một cái nguyên lý của pháp, cho nên cái đúng lúc nào cũng đúng hết rồi, mà chỉ tại chúng ta làm sai, phải không? Bây giờ đừng làm sai nữa thì nó thành đúng, chứ không phải có cái đúng lý tưởng để áp dụng. Quý vị nhớ nha, không có cái đúng nào lý tưởng để áp dụng. Bây giờ cái đúng mà quý Phật tử ngồi đây nói đúng, lát nữa thì nó thành gì? Nó thành sai mất rồi, phải không?
cho nên nó không bao giờ có cái đúng lý tưởng, mà sai ở đâu sửa điều chỉnh ở đó thì nó mới đúng. Tại vì không, cái việc để ý trong đời sống của mình nó rất là tế nhị, để mình thấy ra mình mới khám phá cái tu là gì. Tu là soi sáng lại mình, là khám phá lại mình thôi, chẳng gì mà mình đây nói khám phá lại mình không phải là khám phá lại gì, mà khám phá ra cái bản ngã của mình nó hình thành, nó vận hành như thế nào, để nó đưa tới phiền não khổ đau ra sao, mình phải thấy ra hết, mình phải học ra hết cái bài học của mình. Cho nên quý thầy hay nói đó, mình sinh ra đó là mình cứ nghĩ rằng mình muốn thay đổi cuộc đời, phải không? Nhưng mà thưa quý Phật tử, cuộc đời sinh ra để thay đổi mình, cho mình đừng bao giờ nghĩ rằng mình sinh ra để thay đổi cuộc đời. Mà chúng ta thường thì quan niệm rằng tôi có mặt sinh ra để tôi thay đổi cái hoàn cảnh, thay đổi cuộc đời, thay đổi thấy cái này, thay đổi cái kia, là không có chính xác. Mà cuộc đời sinh ra để thay đổi mình, tức là lúc đó khi mình gặp chướng ngại, mình gặp khổ đau, thì mình nó làm cho mình thay đổi, để mình nhận thức được, nhận thức rõ ra được là mình đang như thế nào, thì như vậy là cuộc đời thay đổi mình, chứ không phải mình sinh ra để thay đổi cuộc đời. Cho nên quý Phật tử đừng có nghĩ rằng tu là phải bỏ tất cả chướng ngại, bởi vì chướng ngại đó chính là gì? Chính là để giúp cho mình giác ngộ ra sự thật, chứ không phải chướng ngại nó làm cho mình khổ đau phiền não, không phải. Mà khổ đau phiền não là tại do mình chống lại nó thôi, mình đối kháng lại nó theo cái ý muốn của mình, cho nên do đó cái khổ đau. Còn bây giờ quý Phật tử buông ra cho nó giản dị, cho nó tự nhiên và nó vô tâm đi thì không có gì khổ gì hết. Cho nên mới có cái bài kệ đó là gì? Đây bài kệ đó là trong nhà có báo thôi tìm kiếm vậy đó, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Vâng, như vậy là ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối ứng thì an mệt đủ điền. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Quý vị đi học thiền, học đạo, hỏi thiền, thiền phải ngồi sao, phải chấp nào, phải gì đó, phải không? Còn bây giờ mình sao? Tùy duyên, thuận với pháp thì sao? Thì đói đến thì cứ ăn, mà thì cứ ngủ. Trong nhà có báo, báo đó là gì? Báo đó là cái rõ biết của mình, để biết biết đói, biết no, biết đau khổ, biết hạnh phúc, biết thành công, biết thất bại. Cái đó là gì? Là của báo là có sẵn trong nhà rồi, phải không? Mà mình nhận ra, mình biết ra rồi thì lúc đó làm sao? Mình tự do đối với ngoại cảnh, tự do với các pháp, thì lúc đó còn hỏi thiền, hỏi đạo chi nữa không? Hỏi phải hỏi nữa, phải không? Như vậy thì quý Phật tử thấy đạo là gì? Đạo là cái đời sống bình thường, giản dị thôi, không có gì hết. Như vậy thì đời sống bình thường, giản dị đó là gì? Là thành công, là thất bại, là đói, là no, là hạnh phúc, là khổ đau, là đúng, là sai, là phải, là quấy. Tất cả mà đang diễn biến đó là gì? Nó là cái bình thường. Nhưng chúng ta thì sao? Luôn luôn là không bao giờ sống với cái bình thường, mà là chúng ta sống bất thường. Bạn học bất thường là sao? Đói đâu chịu ăn. Bây giờ đói mà dọn rau với nước tương, nước nóng vậy đó, thì lúc đó sao? Thiếu cái ớt thì đi tìm cái ớt, tìm cái gì đó sẽ chịu tí. Thì như vậy đó là bình thường với bất thường. Bất thường rồi, phải không? Rồi mình sống bất thường lâu ngày, cái mình biến cái sự bất thường nó thành gì? Biến nó thành tầm thường.
phải không? Tầm thường quá mỗi ngày cứ ăn rồi cứ ngủ rồi cứ hơn thua phải quấy tầm thường quá, cho nên bây giờ tầm thường quá thì quý vị mới đi tìm cái gì, tìm cái phi thường. Cái phi thường sao? Giờ phải về sùng phúc, phải ngồi thiền 3-4 tiếng giờ đó, hay là thôi thì phải ăn cơm, ăn nhịn bữa thôi, có khi thì nhịn luôn, nhịn luôn để chi, để mình trở thành con người phi thường, phải không? Rồi bây giờ mình không thấy được cái phi thường nằm ở đâu, đối với Phật tử cái phi thường nằm ở đâu? Phi thường nằm trong cái bình thường, chính cái bình thường là cái phi thường chứ. Còn mình ăn như vậy thì cái bình thường mà đói ăn và ngủ đó quý vị thấy dễ làm không? Khó làm không? Cho nên vì vậy cái bình thường đó mới là cái phi thường, chứ không phải cái phi thường nào khác. Vậy thì quý Phật tử muốn tìm phi thường nữa không? Hay là trở về với cái bình thường, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy cái phi thường nằm trong cái bình thường, chứ không có cái phi thường nào để chúng ta tìm kiếm. Vậy thì tu dễ quá, phải không? Đó là nói về chánh niệm, là chúng ta trở về để trọn vẹn với cái đời sống đích thực của mình như mình đang làm. Như vậy thì có thể định nghĩa thiền là gì? Thiền là trở về trọn vẹn với thực tại nơi mình như mình đang làm. Và như mình đang làm đó là vậy sao? Đưa tay ra là biết rõ mình đưa tay ra, rồi cảm thọ của mình dễ chịu khó chịu là mình biết rõ mình đang cảm thọ dễ chịu khó chịu. Rồi nhìn cái ly nước mà nổi sân nổi tham gì đó liền rõ biết cái tham cái sân đó, và rồi nguyên cái dòng vận hành đó mình rõ biết mình có phiền não khổ đau hay không phiền não khổ đau, thì ngay chính đó thôi chứ không có cái gì khó khăn. Hình như là hết giờ, thấy không nghe? Đây, quý thầy được biết là nói chuyện bao lâu, hồi nãy mình nói là 10 giờ, chắc là 11 giờ mình nghỉ nha. Dạ, phải không? Dạ, thì quý thầy nói không chưa nghe, chắc có bạn tôi để gì đây, để mình mốt nói tiếp. Dạ, thì quý vật tử mới thấy chúng ta còn cái phần phải có nói tinh tấn chánh niệm, còn chưa nói tới tỉnh giác, và chưa nói hết được những cái điều để cho quý Phật tử cảm nhận được lại chính mình trong cái đời sống của mình, quay trở về soi sáng lại mình, khám phá lại mình. Đó là thiền cho quý vị đó, tức là thiền là trở về trọn vẹn, rõ biết với cái thực tại của mình như mình đang là. Thực tại đó là thân, là cảm thọ, là tâm hành, là căn trần tương giao tiếp xúc với sắc thân hương vị xuất phát, chứ không có gì khó hết. Thì đó là hôm nay quý thầy tạm nói chưa hết ý, nhưng mà hy vọng rằng quý Phật tử cũng cảm nhận được rằng tu là trở về soi sáng mình, chứ không phải để đạt được để trở thành. Tóm lại tu là buông ra để trở về, chứ không phải tu là để đạt được để trở thành. Như vậy buông ra là tích lũy hay là buông xả và xả ra? Tu là xả chứ không phải tu là tích lũy, mà lâu nay thường dường như chúng ta tích lũy nhiều hơn là buông xả. Cho nên vì tích lũy cho nên nó là sao? Tu để cho có phước, tích lũy phước để làm gì? Tích lũy phước để đạt được cái điều gì đó. Và thôi thì chúng ta tạm ngưng ở đây nha. Và